Chào quý vị anh chị cô chú, quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em có quay lại cửa hàng đồ cũ. Thì em mua mấy cái loa ở quầy hàng hỏng, xem cái nào vẫn dùng được để về nghe chơi thôi. Xem mấy cái giá rẻ. Đây, ở đây nó có một cái đôi Vic Kenwood Made in China, Made in Japan luôn đấy quý vị ạ. À, phía sau em quầy, nhìn phải vẫn đẹp đấy chứ. Đấy. Made in Japan nhá. Con bên trái là 377 à, con bên phải nhá, R nhá, 377 nhá, là con bên trái L nhá, đó là 377 nhá, cùng một cặp này. Con này người ta bán ở đây, người ta bán có 400.000, 100.000 là khoảng tầm 2.000 đấy, 2.000 chưa thuế, thuế vào là 2.200, nó quay khoảng tầm cho 4.500, hơn 4.500 tí, nó là quá rẻ. Con này nó nhẹ một cân một con thôi, tầm hai con là 2 cân. Thì về Việt Nam là tầm 400 nữa, 800.000 một con, 900.000 một con này, 900.000 cho 1.000.000 gì đó, nhưng mà sông xanh thì cũng rất là ok, rất là ok luôn. Em sẽ mua có con như vậy về để lắp vào cái mấy cái loa của em nhà để nghe. Con này nó không bị vấn đề gì hết nhá, nó chỉ bị cái ê căng sắt nó có bị móp tí, thò cái sắt vào giật lên cái là nó bằng ngay, ok ngay, ngon không vấn đề gì. Người Nhật người ta bán đi thì em sẽ mua cái đôi này là một về nghe chơi. Công suất của con này khá là ok đấy, 40W nha quý vị nhá, một loa hơi nhỏ chút đây, 88 ohm, 40W, Kenwood Corporation Made in Japan, một đôi. Đấy thì chỗ này còn có mấy cái nữa, tí nữa em sẽ chọn thêm. Tiện thì em quay chút cho quý vị cùng xem. Đây thì nhân tiện có mấy con súp nó bị hỏng ấy, vẫn dùng vẫn nghe được nhưng mà bị hỏng, em quay cho quý vị một chút. Ở đây có một con súp Ufa Suffoot của Sony SA khớp quay kép 305, vẫn xuất âm bình thường nha quý vị nhé, bán 2.000. Đấy, hàng này hàng nghe bình thường này, nhưng mà không biết là chắc là thiếu cái loa con hay gì đó, người ta bán hàng hỏng, 2.000, 2.200 cả thuế là khoảng 450, 46. Đấy, tí nữa sẽ nhắc xem nó nặng của con này khá là nặng. Trên này hai con loa con của Pioneer để bên trên nhưng không phải của nó. Cái này là con bầu kiểu loa hội nghị gì đấy. Nào. Bầu 111 PIB một cái thôi. Xuất âm ngon lành. Bán 1.000.000. 1.1 triệu cả thuế, đắt. Con này đắt, hàng ngon mà. Không phải nhưng mà bán hàng hỏng vì nó có một cái không có đôi. Đấy. À, con Sony này thì cũng bán hàng hỏng, nghe tốt nhưng con nó nặng 7-8 cân gì đó, 8-9 cân gì đó ấy. Nhắc thử nó nặng vì 450 tiền loa mà mất vài triệu tiền cước, chết chợ một chú. Đây có một dàn Pioneer này, con hàng này ngon này, cái con ở hàng VionQ này, dàn 5.1 hàng này hàng ngon, nó bán cả dàn luôn đấy. À, hàng của con Kyo Bay V30HDX, nguyên dàn 5.1 luôn, 1, 2, 3, 4, trong có 4 cái loa trên, 4 cái loa lời, 1 cái loa trung tâm center và 1 cái loa sub. Đây, em thả căng ra cho coi quý vị coi cái màng loa của bạn này rất đẹp. Đây ạ, màng loa nó rất là đẹp luôn, vòng như kiểu vòng phải rất là đẹp. Dàn này là người ta ghi đây này, hoạt động bình thường này, hoạt động bình thường nhưng mà ở cái loa thì nó có cái ino dự giá Irimat, chắc là cái ở cái loa này không biết có cái gì nó rơi vào trong cái loa ấy. Ý nữa ở cái loa này, nhưng mà người ta bọc ngoài lại rồi nên không, em không tháo được, coi trong có cái gì nó rơi vào mà trong nó có cái gì á. Bán 1.100 cả thuế, 2.3, 2.4. Đấy, mà nói chung mua cả dàn này về ở bên này nghe thì được, chứ về Việt Nam thì nó nặng vì cái cước nó cao. Cái súp này thì cũng nghe khá là ok, trước anh em cũng mua một cái này về rồi cho một bác ở Việt Nam rồi, còn rất là mới long lanh luôn nha quý vị nhá, mới tinh. Quay dựng xa tí qua cho quý vị thấy cả dàn nó còn đẹp. Đấy, đẹp long lanh. Cái bên này là một đống cái dàn mini
bán hàng hỏng này. Ở đây nó có mấy con súp phút, thì em sẽ quay mấy con súp phút cho quý vị cùng xem. Đây là một em Pioneer SVK3, hàng này bán hàng hỏng. Đây là xuất âm bình thường này, biri biri, là cái âm nó có bị giật cái gì ấy. À, không đều âm hay sao? Nên bán nó 101 à, 550.000 khoảng 120 cả thuế. Con này nặng tầm 7-8 cân nhỉ. À, mua con này về sửa dùng vẫn được vài triệu. Công suất thì ở phía sau vì nó nặng quá, cái này hơi chặt nên không cầm một tay và không quay được phía sau cho vị coi. Đấy. Đây là có một con súp phút của thằng gì đây? ADC. ADC là thằng gì? Cũng không biết tên súp này. Xuất âm bình thường. BBD à, vẫn là có cái âm nó bị giật. Sửa vẫn trông ngon. Em xem phía sau tí. Một tay hơi nguy hiểm. Đây phía sau của nó là quý vị ạ. Made in China thôi. Đấy. Cái bên này là một con Onkyo SL207. À, một con súp SL207 này. Hoạt động vẫn xuất âm bình thường. 75W tối đa. Đó, thi thoảng bị ngắt âm. À, bán 2.500. À, 2.200 cả thuế. Con này bát 20 quý vị. À, 2.200 cả thuế khoảng tầm 4.500. Con đẹp. Wow. Khá nặng. Khoảng tầm nói chung là mấy con súp này thế rồi rơi vào tầm 9-10 cân là bình thường. Con này thì, mấy con này thì mấy con này súp điện. Con này ra là cũng súp điện, con này thì không cần cắm dây điện luôn. Lấy từ loa luôn, lấy từ âm ly luôn. Bên này là một con súp bầu. Con này thì nó bị mất một cái chân đáy. Đấy. Nó có 4 chân nhưng mà một cái chân bên này nó bị mất. Đấy. Thì người ta cũng ghi ở đây là nó bị mất một cái chân thôi. Và cái âm xuất ra nó hơi bé. Nên là bán hàng hỏng 2.200 luôn, cả thuế 450. À, nhìn nó Acoustic Mat Module. Và nhìn vào vẫn đẹp đấy chứ. Mất một cái chân này thôi. Chân này thì không thành vấn đề lắm. Đối với các dân ở Việt Nam mình. Em nghĩ là vậy. Và đối với bản thân em thấy cũng bình thường. Đấy, trễ vào cái gì đấy chơi mình chơi thôi mà. Bên này là một em súp của Sony SS-WS6. À, hoạt động bình thường. Đấy. Nhưng mà cái mấy cái đi kèm người ta bán hết rồi, còn mỗi mình thằng này thôi, mình đang súp này thôi, nên là súp hơi, thế nên là người ta bán hàng hỏng với giá là 1.650 cả thuế. Ủa, con này cũng không nặng lắm, nói chung tầm 8-9 cân thì cũng đến. Đây là chữ Sony, cái này logo khá đẹp. Đấy. Ui, 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 ui. Đấy, thì con này bán khoảng tầm 350 cả thuế. Còn bên này là một cái Slim Subfoot của Pioneer. Loại này thì cũng không cần dây điện, cắm luôn từ âm ly ra. Giọng con trước của em gửi về cho anh ở Hà Nội, kiểu như vậy. Nghe cũng khá là ok. Công suất không to lắm nhưng mà khá hay. Hầu như mấy con này thì made in China hết nha quý vị nhé. Lắp ráp lại China hết. Mấy cái hàng giá rẻ thì người ta lắp ở Trung Quốc rồi cũng bình thường thôi. Không lấy làm gì làm lạ cả. Đấy, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con súp bị hỏng. Hàng vẫn còn nói chung là bị hỏng một chút nhưng mà vẫn dùng ngon, vẫn dùng được. Bán với giá là giá hàng hỏng rẻ. Dưới đây thì có đôi Victor 40W 16 ohm. Hoạt động bình thường nhưng nó hơi bị xấu về ngoại hình, nó bị cái toàn cái e căng cái màng này. Nó bị dỉ rét nên là người ta ghi đây
bận rồi chị xét nên là bán 101 cả thuế. Con này thì loại này thì không có cắm dây mà dây nó liền với thân này. Đây. Con này thì hàng sản xuất tại Made in Đài Loan. Đấy. Có dây đi kèm chứ không phải là cắm dây như những cái loại la lời khác. Ôi dồi dồi dồi. Đấy. Đây là một con Foster Fortech. Loại này thì nghe hay. Nhưng mà thì nó cũng theo giá trị của nó thôi. Đây quý vị. Fortech. Loa đây. Nếu con đây, nó có đủ dây và phía sau nó hơi nặng một chút nên em một tay không không xoay được. Con này là con súp của con Fortech. Thì đây xuất âm không xuất âm. Ufa gara. Từ đây thì có xuất âm này, nhưng mà ở trên này thì không xuất âm. Nên là người ta bán hàng hỏng nhưng mà vẫn rất là cao giá. Nên bán 1 triệu 2 cả thuế. Dòng này thì nghe nhạc nó hay. Tuy nhiên thì cái con này nó có một một cửa ra tiếng và một cửa không ra tiếng. Người ta bán hàng hỏng. Mã nó là Fortech VM0.5 10K Series 2. Đấy, cái ngoại hình cũng còn khá đẹp, về lau chùi đi thì vẫn đẹp long lanh thôi. Không có vấn đề gì. Đấy thì hôm nay tiện em ra mua mấy đồ quay cho vị xem mấy con súp phút hỏng với để lên loa. Đây nó còn nhiều quá trời. Bên này là đầu đĩa than hỏng nhiều. Không phải hỏng, bán hàng hỏng nhiều. Nào cho quay dần cho vị cùng xem. Đây là một loa bán hàng hỏng rất nhiều. Đấy thì em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại trong video sau.